Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay em sẽ có đôi lời chia sẻ với anh em về những cái trao đổi hàng giữa hàng mới và hàng cũ. Thì thực ra cũng có một vài bác là sau khi mua những cái sản phẩm mà nó là hàng mới thì cũng có hỏi qua, và cũng có những anh em là muốn trao đổi đổi sang một cái món hàng khác. Thì em cũng chia sẻ thực sự với anh em này, với những cái đồ cũ thì anh em trao đổi thoải mái, hàng mới thì em bán đúng theo chính sách của hãng. Tức là bất kỳ những cái món hàng mới nào chúng ta mua, kể cả mua tivi, tủ lạnh hay là điện thoại, khi chúng ta đã bóc và khi chúng ta đã hoặc là những cái hàng chính hãng thì chúng ta đã coi như là kích hoạt bảo hành, thì hãng sẽ không hỗ trợ trao đổi hay nhập lại. Đó, chính vì vậy là trước khi anh em mua hàng thì chúng ta cũng nên lưu ý vấn đề đó, không như hàng cũ chúng ta mua bán trao đổi thoải mái. Nhưng nếu như anh em mua hàng mới có nhu cầu trao đổi thì em vẫn hỗ trợ, nhưng cái vấn đề là chiết khấu ở hàng mới thì nó sẽ mất phí nhiều hơn là so với hàng cũ. Chúng ta phải hình dung ra như vậy để chúng ta cân nhắc trước khi mua bất kỳ món hàng nào, không chỉ ở riêng shop em mà chúng ta mua ở đâu cũng thế thôi. Ngay cả những cái chiếc điện thoại hay là tivi chúng ta đã kích hoạt bảo hành thì cái giá nó sẽ bị mất đi và nó sẽ không còn được gọi là hàng mới nữa. Chính vì vậy là nếu như anh em là trước khi mua hàng mà muốn có ý định trao đổi thì chúng ta nên cân nhắc giữa hàng mới và hàng cũ, bởi vì khi chúng ta mua hàng cũ thì trao đổi sẽ dễ và cái phí nó sẽ hợp lý hơn. Còn đương nhiên là hàng mới, chúng ta là người bóc tem, chúng ta là người đầu tiên chơi mà đã kích hoạt bảo hành thì cái giá nó sẽ bị mất đi, nó sẽ không còn 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 cái giá trị như là cái hàng mới tinh nữa. Đó, chính vì vậy là anh em mua hãy lưu ý nhé. Một số bác thắc mắc và một số bác cũng muốn là hỏi về vấn đề này thì hôm nay em xin trả lời luôn để là chúng ta nắm rõ được là hàng mới thì em bán theo chính sách của hãng, tức là không trao đổi và chỉ bảo hành khi trường hợp nó lỗi đó, chứ không trao đổi hoặc là nhập lại, bởi vì là hàng mới hãng người ta cũng không hỗ trợ vấn đề đó. Tất cả các cửa hàng bán hàng mới đều như vậy. Nếu như chúng ta muốn trao đổi thì sẽ có sự thỏa thuận giữa hai bên, người mua và shop, để chúng ta làm sao mà nó có một cái thỏa thuận hợp lý nhất. Thì đương nhiên bọn em là bán hàng thì cũng muốn là hỗ trợ khách nâng cấp, nhưng với hàng mới thì cái mức chiết khấu nó sẽ khác so với những hàng cũ. Chúng ta không thể bảo là mua một món đồ ví dụ như là chục triệu thôi, nhưng chúng ta bảo là kích hoạt bảo hành rồi, dùng rồi, tức là hàng mới đã active hay là đã kích hoạt bảo hành hay là bóc siêu thì nó đã là hàng cũ rồi. Chúng ta không phải là trừ đi 1 triệu hay là bao nhiêu để bán lại được, bởi vì là cái vấn đề không liên quan đến tiền, mà cái hàng mới thì nó hàng chưa hết khấu hao, cho nên là cái giá trị khi chúng ta đã kích hoạt bảo hành thì nó sẽ bị chiết khấu đi rất nhiều hơn là hàng cũ. Hàng cũ chúng ta là nó là đã hết khấu hao rồi, tất cả những người dùng đi trước người ta đã chịu cho mình cái phí khấu hao về tất cả các cái chi phí trước rồi. Bây giờ chúng ta mua lại hàng cũ thì nó là những cái sản phẩm mà giá trị thật, cho nên là chúng ta khi chúng ta trao đổi nó sẽ mất đi khoảng 10 đến 15% hay là bao nhiêu phần trăm thì do tùy từng cửa hàng, để cho duy trì cửa hàng thôi, chứ chúng ta không phải là mất nhiều như những hàng mới. Những hàng mới thì có những cái món thì chúng ta có thể là vừa active xong hay mất 50% là chuyện bình thường, chứ chúng ta không phải nói hàng mới khi kích hoạt xong thì bớt đi 500 triệu, thì cái đấy thì chắc chắn là nó sẽ rất khó cho bọn em, bởi vì bọn em bán hàng nếu mà những hàng mới chính hãng thì sẽ làm theo đúng chính sách của hãng. Còn nếu như anh em thực sự là có nhu cầu muốn đổi thì đương nhiên bọn em sẽ hỗ trợ, nhưng cái mức chiết khấu thì nó sẽ cao hơn là những cái hàng cũ. Đây là một số cái lưu ý để cho những anh em nào chưa rõ thì chúng ta trước khi chúng ta mua món đồ gì chúng ta nên tìm hiểu kỹ càng, thì để chúng ta đỡ mất thời gian của cả hai bên. Thì em cũng đấy cũng là một cái mức hỗ trợ rất là tình cảm với những anh em nào mua hàng mới. Nếu như chúng ta muốn trao đổi thì chúng ta phải chấp nhận là mất một cái chi phí, tức là mất cái chiết khấu nó nhiều hơn là so với hàng cũ. Đó, một số cái lưu ý. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi.